Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 2, tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 Tết, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 7 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ, tăng 3 vụ, 2 người chết, 3 người bị thương. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, không đi đúng phần đường, làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Qua đó đã kiểm tra trên 1.200 trường hợp, phát hiện xử lý 571 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 650 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 78 trường hợp, tạm giữ 5 ô tô, 131 xe mô tô và bắt giữ một trường hợp lạng lách đánh võng tại huyện Văn Yên. Đặc biệt, qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh giao thông phát hiện 79 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 385 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 66 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 81 xe mô tô.